Bộ này em có 3 màu, em đang mang là nâu vàng, có sô cô la và màu đen nữa nha mấy chị nha. Là 3 màu nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em hai mái xoăn lửng kèm xuyên thoại luôn giúp em nha. Hai mái xoăn lửng kèm xuyên thoại luôn giúp em. Có màu đen luôn nha Bella ơi. Có bạn bạn gì đó quên rồi, tên quên tên rồi. Rồi mẫu này là có màu đen luôn nè, có màu đen và sô cô la, em đang mang là nâu vàng mấy chị nha. Cái này là xoăn lửng hai mái nha, xoăn dài hơn em có luôn nha. 100 đúng rồi Lê Hà ơi, Lê Hà chốt số điện thoại nha. Rồi em qua mẫu cho mấy chị xem nè. Tóc ngắn hai mái, tóc ngắn hai mái có luôn nha mấy chị nha, đủ mẫu luôn. Rồi đây nha, hai mái xoăn lửng kèm xuyên thoại luôn giúp em nha. Ba màu nâu vàng, sô cô la và màu đen chốt cho Lê Hà nè. Tóc ngắn hai mái đây em cho mấy chị xem nè. Tóc ngắn hai mái mã C01 nha. Đây C01, em có màu nâu đen và màu nâu vàng thôi nha, hai màu thôi. Rồi đây em lên hai mái xoăn lửng cho mấy chị nha. Chia sẻ livestream thật nhiều lên hội nhóm giúp em mấy chị nha. Chị nào có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất lên hội nhóm thì mình sẽ được tặng ngay một cặp len thái kèm khay mấy chị nha. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream nhiều nhất lên hội nhóm thì sẽ được tặng quà mấy chị nha. Rồi đây. Đây hai mái cúp nè. Đây nha, bộ này mã của nó là C01. Bộ này mã của nó là C01 nha. Ai lấy bộ này comment giúp em C01 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Cái ngôi của nó mấy chị chỉnh thành ngôi lạch nhìn rất là đẹp mấy chị nha. Đây. Tóc dài hai mái còn loại nào nữa không? Linh Đan. Rồi ok Linh Đan, để tí xíu đi qua từng mẫu cho em xem nha. Em đang mang mẫu này là vít ngắn hai mái, mã của nó là C01 nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Ai lấy bộ này comment giúp em C01 kèm số điện thoại luôn giúp em. Mẫu này em có hai màu nha. Màu em đang mang là màu vàng rêu và nó có màu nâu đen nữa nha mấy chị nha. Là hai màu nha. Ai lấy bộ này comment giúp em C01 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. C01 kèm số điện thoại luôn giúp em nè. Rồi em qua mẫu tiếp cho mấy chị xem nha. Qua hai mái xoăn dài cho mấy chị nè. Hai mái xoăn dài. Rồi hai mái xoăn dài đây. Rồi cái này là hai mái xoăn dài màu nâu sô cô la. Ngoẩm xoăn màu nâu vàng Maria Thanh Huệ. Rồi ok Maria Thanh Huệ nha. Đây là em qua hai mái xoăn dài nè. Đây hai mái xoăn dài nè. Ai lấy cái bộ này comment giúp em nha. Hai mái xoăn dài kèm số điện thoại luôn giúp em. Hai mái xoăn dài kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Đây nha, hai mái xoăn dài nè. Mẫu này thì em có màu nâu vàng, sô cô la màu đen, cũng có ba màu, ngoài ra nó có thêm màu xám khói nữa nha mấy chị nha. Xem kẹp phòng ok chị Sim Hoàng nè. Rồi em qua mẫu luôn nha. Hai mái xoăn dài kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Ba màu nâu vàng, sô cô la màu đen. Em cho mấy chị xem kẹp phòng chân tóc nhà em nha. Đây nha, phím phòng chân tóc nhà em đây nha. Một cặp gồm hai phím như vậy mấy chị nha. Đây một cặp gồm hai phím như vậy. À, bên em bán giá chỉ có 120 thôi. Đang sale chỉ có 120 một cặp gồm hai phím nha. Khi mấy chị mua là bên em sẽ bấm phòng sẵn như vậy cho mấy chị nha. Mình mua về mình chỉ việc xài thôi nha. À, mình kẹp phòng, mình kẹp bên trong hai cái lớp tóc của mình hai bên á, thì mình thả tóc á, nó sẽ làm phồng cái chân tóc của mình lên. Mình không cần phải đi bấm phòng chân tóc nha mấy chị nha. Đây nha, một cặp 120 gồm hai phím như vậy mấy chị nha. Ba màu nha, em đang cầm là màu nâu vàng, nó có sô cô la và màu đen nữa. Là ba màu mấy chị nha. Ai lấy cái phím phòng thì chốt phím phòng chân tóc kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 120.000 một cặp nha. 120.000 một cặp gồm hai phím nha chị Sim Hoàng ơi. Rồi em qua ngoặm luôn cho mấy chị xem nè. Ai muốn xem mẫu nào mình comment cho em nha. Em lên ngoặm N40 cho mấy chị xem N40 nha. N40 dài vừa nè. Màu nâu vàng nha. Đây em lên N40 đi kèm mái cho mấy chị nha. Ngoặm N40 nha xem giúp em nè. Ngoặm N40 xem giúp em nha. 130.000 nha mấy chị nha. 130.000 một cái ngoặm này nha. Ai lấy cái ngoặm này comment giúp em nè. N40 kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc mái là 80.000 nha. Mình đi nguyên combo được là rất là đẹp mấy chị nha. Đi nguyên combo rất là đẹp luôn. Để em chỉnh nó cao lên tí xíu nè. Mình có thể điều chỉnh cao thấp được mấy chị nha. Đây tóc mái 80.000 một cái mái nha. Mình đi mái với kèm combo ngoặm là rất là dễ thương luôn. Ngoặm này mã của nó là N40 nha. Ai lấy cái ngoặm này chốt giúp em N40 màu sắc kèm số điện thoại luôn giúp em. Ba màu nâu vàng sô cô la màu đen nha. Kẹp phòng dài hơn xoăn đuôi không? Kẹp phòng là không có dài hơn xoăn đuôi anh. Nếu mà em xài dài hơn xoăn đuôi thì nó là tóc kẹp nửa đầu, kẹp 6 phím, không phải là kẹp phòng nữa nha. Kẹp phòng nó chỉ cái độ dài nó như vậy thôi, là để mà nó làm phòng chân tóc thôi chứ nó không để làm xoăn đuôi nha em ơi. Là qua loại khác luôn rồi. Cho em xem mái tóc ở trên có bông hoa. Rồi ok, bộ đó là 206 nha. Rồi Maria Thanh Huệ hả, ngoặm em có dài hơn nha. Rồi em sẽ qua từng mẫu cho mấy chị nha. Ngoặm em đang mang mã của nó là N40 nha. Ngoặm này mã là N40 nè. Giá của cái ngoặm này là 130.000 nha. Giá bán trên shop là 150. Mấy chị chia sẻ livestream là còn 130.000 thôi nha.
Mi Trần hả? Kẹp phồng đó kẹp làm mấy phồng được hả em? Dạ chị ơi, cái kẹp mấy phồng là nó khác nha chị nha. Còn cái kẹp phồng chân tóc thì là nó khác, hai loại khác với nhau hoàn toàn luôn nha, không có giống đâu chị. Cả đầu là 220 tặng kèm lưới chùm nha mấy chị nha. Tóc ngắn có mái, ok Nguyễn Thu nè. Rồi em qua cái ngoặm xoăn dài nữa cho mấy chị xem luôn nha. Ngoặm xoăn dài nè. Xem mẫu chốt màu giúp em nha, mỗi mẫu ngoặm em đều có 3 màu: nâu vàng, sô cô la, màu đen. Rồi cái ngoặm này dài hơn nè, N46 nha. Đây, ngoặm N46 dài hơn đây nha. Dài hơn đây nha Maria Thanh Huệ ơi. Đây nha, ngoặm này là N46 là xem giúp em nè. Mã của nó là N46 nha. Giá 130 luôn nha mấy chị ơi. N46 kèm số điện thoại luôn giúp em, 130.000 một cái ngoặm nha. Chuẩn bị chụp ảnh cưới thì em nên xài tóc kẹp nửa đầu nha em nha. Chụp ảnh cưới thì nên xài tóc kẹp nửa đầu, inbox giúp chị nha em ơi, chị tư vấn cho em cái mẫu kẹp dành cho cô dâu nha. Rồi ngoặm này N46 nha. Em đang mang là nâu vàng, em có sô cô la và màu đen luôn nha, là ba màu nha. Ai lấy cái ngoặm này comment giúp em, N46 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi em qua luôn tóc bộ cho mấy chị nè. Ngoài ra em có ngoặm thẳng, ngoặm xù luôn nha mấy chị nha. Xem mẫu chốt màu giúp em. Qua mẫu nè. Xem tóc vàng cột thử đi Lê Hà hả? Vàng cột hả chị? Đây vàng cột đây. Đây nâu vàng cột đúng không? Cột nâu vàng đúng không? Đây là cột nâu vàng đây nha chị ơi. Đó, cột nâu vàng này xem đi. Đây nè, màu rất là đẹp luôn. Nâu vàng là màu đẹp nhất trong bảng màu của chị nha. Rồi cột màu nâu vàng, ai lấy cột thì chốt tóc cột kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc cột kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Cột là 100k mấy chị nha. Cột tóc cột là 100k nha, dài ngắn đều đồng giá là 100k mấy chị nha. Rất là nhiều kiểu luôn. Qua mẫu luôn nha mấy chị nha. Em qua mẫu 3030 cho mấy chị xem màu nâu sô cô la nha. 3030 màu nâu sô cô la nha. Đây 3030 này em có nhiều màu nha. Mái tóc ở trên có bông hoa rồi ok em nè. Mã đó là 206 nha. Rồi bộ này em đang mang là 3030 mấy chị nha. 3030 nè. Ai lấy cái bộ này comment giúp em, 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Mẫu này em đang mang là sô cô la. Em có màu nâu vàng và màu đen nữa nha mấy chị nha. Là ba màu nha. Ai lấy bộ này comment giúp em, 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm. Rồi ok Lê Hà nè, ok Lê Hà nè. Rồi em qua mã 206 luôn cho mấy chị xem nha, xem mã chốt màu giúp em nha. Qua 206 cho mấy chị xem nè. 206 là mã đẹp nhà em nha. 206 là cái mẫu đội vòng hoa phía trên đây nha mấy chị nha. Mẫu này em có hai màu. Đây 206 nè. Màu 206 nâu vàng đây nha. Đây mẫu này là dài hơn 60cm nha, xoăn bồng bềnh rất là đẹp luôn. Mã của nó là 206. Bộ này em có hai màu nha. Em đang mang là màu nâu vàng, có màu nâu sô cô la nữa là hai màu nha. Sô cô la thì nó tối hơn cái màu này một chút mấy chị nha. Ai lấy cái mẫu này comment giúp em nè. 206 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 206 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Mấy chị chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nha mấy chị ơi. Chị nào mình có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất và nhiệt tình nhất trên cái livestream này thì mình sẽ được tặng ngay một cặp len thái cao cấp nha mấy chị nha. Tặng kèm khay cho mấy chị luôn nha. Ai muốn nhận quà thì mình nhớ chia sẻ livestream thật nhiều lên, bên em sẽ kiểm tra lượt cho chia sẻ cho mấy chị nha. Ai chia sẻ lên hội nhóm nhiều nhất thì mình sẽ được tặng quà mấy chị nha. Rồi 206 kèm số điện thoại luôn giúp em, mã đẹp mấy chị nha. 206 này là mã đẹp nha. Còn nâu vàng và sô cô la mấy chị nha, hai màu nha. Rồi em qua mẫu khác luôn cho mấy chị xem nè. Em qua mẫu khác nè, ai muốn xem mẫu nào mình comment giúp em. Em qua tóc bộ lai tây mấy chị nha. Qua tóc bộ lai tây nè. Lai tây dài mấy chị ơi, em đang mang là lai tây dài nha. Em đang mang là lai tây dài. Em lấy 206 nè, Trương Hữu Nghị nè. Ok nè. Ok Trương Hữu Nghị nha. Trương Hữu Nghị cho em số điện thoại nha. Trương Hữu Nghị ơi, có địa chỉ mà không có số điện thoại là em cũng không có làm gì được hết. Em không chốt được nha. Trương Hữu Nghị chốt cho em số điện thoại luôn nha. Móc like đây chị đang mang là Thanh Cao ơi. Em nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Ok chị nè. Nadia rồi, em cảm ơn chị nha. Cho em xem tóc ngắn không mái. Ngắn không mái rồi ok nè. Rồi bộ em đang mang là lai tay dài nha. Ai lấy bộ này comment giúp em là lai tay dài kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tóc bộ lai tay dài kèm số điện thoại luôn giúp em.
Đây nha, lai tay dài nè, rất là đẹp luôn. Mẫu này em có, Trương Hữu Nghị không có nhìn thấy số điện thoại Trương Hữu Nghị ơi. Không biết comment nó có bị ẩn không mà không có nhìn thấy số điện thoại của Trương Hữu Nghị nè. Không có thấy số điện thoại của Trương Hữu Nghị cho em lại nha. Giá cả bộ nguyên đầu là 220 là không móc lai nha. Còn có móc lai như em đang mang là 240 ngàn nha chị ơi. Ai lấy mẫu này comment giúp em là lai tay dài kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Hàng bên em là chất đẹp mà bao rẻ cho mấy chị luôn nha. Bao rẻ mà đẹp mấy chị nha. Chất chống y như tóc thật nha, không bán ni lông bóng giả nha. Có rảnh da đầu luôn. Rồi em qua mẫu hai mái, vít ngắn hai mái cho mấy chị xem. Vít ngắn hai mái. Chốt cho Trương Hữu Nghị nè. Tóc bộ cả đầu em sale đồng giá là 220 tặng kèm lưới chùm nha mấy chị nha. Ai lấy mẫu này comment giúp em nè, mã C01 nè. Em đang mang bộ này, mã của nó là C01 nha. C01 này là ngôi lịch mấy chị nha. Đây mình kéo ngôi lịch qua một bên nè. Ngôi lịch qua một bên nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em là C01 kèm số điện thoại luôn giúp em mấy chị nha. C01 kèm số điện thoại luôn giúp em, mình có thể ván qua cũng được nha. Tóc giả ngắn rồi, em đang mang là tóc ngắn đây nha chị nha. Em đang mang bộ này, mã của nó là C01 nè. Ai lấy bộ này comment cho em C01 kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngôi của nó là ngôi lệch qua một bên mấy chị nha. Ngôi của nó là ngôi lệch qua một bên. Đây C01 nè. C01 này em đang mang là màu vàng rêu. Nó có thêm màu nâu đen nữa, là hai màu mấy chị nha. Ai lấy màu gì thì mình chốt giúp em luôn nha. Mã C01 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Đồng giá là 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha mấy chị nha. Rồi tóc ngắn em mới mang rồi nha mấy chị ơi. Rồi ai muốn xem mẫu nào mình comment lên tiếp giúp em nè. Qua mẫu tiếp cho mấy chị xem nha. Cột xù nha. Qua mẫu tiếp cho mấy chị xem cột xù nè. Đây cột xù này là 100k nè. 100k một cái cột xù này nha. Ba màu nâu vàng, sô-cô-la và màu đen nha mấy chị nha. Ba màu luôn nha, đủ ba màu. Ai lấy cột xù thì chốt cột xù kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Giá chỉ có 100k thôi.